Rồi ok, hôm nay mình coi chiến khu bên server 7 game mấy anh em ơi, coi từ trận chung kết đi ha, coi chung kết đi, coi từ trận này trước đi. Này vô được tới chung kết luôn rồi, hay rồi, bằng lượt chiến luôn rồi mà. Bên đây MK, bên kia MK. Ờ bên kia có Gwin thua đúng rồi. Bên kia có Gwin thua đúng rồi, Gwin nó búa tóc lên cho con MK ấy, rồi cộng nó bắn thì chịu sao nổi. À, mình ghi cái ghi win mẹ. Ờ con Flash đi có con cái chết luôn kìa. Chơi trải nghiệm đi mấy anh em ơi. À bằng lượt chiến mà hai bên bằng lượt chiến nhau mà nhìn thằng kia nó ao vãi. Ồ, 6 con có năng tinh thông đều luôn, vãi đạn thiệt chứ. Ờ 6 con có năng tinh thông luôn, rồi giàu ác luôn á nội ơi. Trời ơi 6 con có đều có tinh thông luôn. Tầm này mà chơi mấy cụm server này mà không có hiệu file thôi, MK nó ra nó bắn như con luôn. Mũi bay cái chết luôn, con Flash luôn không? Con mũi bay cái chết luôn không? Một cái chết luôn không? Chết. Ờ đúng rồi, chết luôn, đột phá cái chết luôn. Không gô kết sư cái là đột phá một phát là chết luôn. Coi chung kết mấy. Trời ơi, chung kết dầm kia ao trình luôn, 37, 37 triệu chiến. Ôi mẹ hủy diệt, rồi G4 luôn, counter MK luôn, quá đỉnh luôn. Ôi trời, ngáp hoài luôn. Một bầy chết con mũi. Tính ra 7 game chạy lực rồi ha. Mà tối nay sẽ phải ngủ cực kỳ ngon. Em nào em xài trên iOS cũng được, em bấm ra em bấm bằng tiếng Trung á,
Em bấm bằng tiếng Việt không ra thì bấm bằng tiếng Trung, ở trường hợp này bị hoài. Sao tôi bấm ra bình thường rồi ta? Tôi bấm tiếng Việt ra tiếng Trung cũng ra mà ta, sao mấy anh em bấm kỳ vậy, mấy anh em bấm kiểu gì mà nó không ra vậy? Nhiều anh em tôi thấy trường hợp bị y chang vậy, bấm nó không ra á. Mấy anh em bấm bằng tiếng Việt không ra thì mấy anh em bấm bằng tiếng Trung. Tôi bấm nó ra bình thường mà. Rồi bấm tiếng Trung, bấm tiếng Trung thôi. Trời, con flash BK nhiều lúc dám nhìn màn hình luôn. Nãy giờ tôi ngồi tôi nhìn màn hình chat cho đỡ 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 bị đau con mắt luôn à. Số Zalo anh Kim, số Zalo anh Kim ở trên phần kênh chat thì em cũng là số Zalo, cũng là số tài khoản ngân hàng luôn á. Mấy anh em cứ liên hệ qua số trên thêm số 0 vô 058 đó. Rồi mấy anh em cứ chuyển tiền tư vấn chụp hình xong rồi anh hẹn ngày cho. Thường là ngày mai luôn. Ôi flash mạnh nhờ, mẹ flash quýnh thắng cả mũi với lại vừa mũi vừa vô cái sư luôn kìa, ghê vậy. Mấy con flash đâm to, trời một nhảy chết luôn kìa. Một nhảy hai con cũng nổ bét luôn kìa. Mục đích em muốn chơi lại gì, em xác định mục đích em chơi lại gì. Con Nuket nó là tướng cơ chế, còn Xenos là tướng đi đam BBB là BBE. Em xác định được mục tiêu, ví dụ như em thiếu đam thì em lấy Xenos, còn thiếu tăng thì em lấy Nuket sư. Hai con nó không có cùng cán cân mà sao mà nên chọn con nào được. Mấy em phải xác định được mục đích của mấy em lấy con đó để làm cái gì. Trời ơi khổ quá, ví dụ như em cần đam thì em lấy đam, em đang thiếu đam thì em lấy đam, em đang thiếu tăng cả hai thì nạp tiền. Ồ, cả hai thì nạp tiền đơn giản thôi chị ạ. Mấy cứ cả hai thì nạp đơn giản thì tôi, nếu như mà em đã lấy được cả hai thì lên đây em hỏi làm gì. Em mà lấy được cả hai cho đây em hỏi là em lên đây em xạo lình thôi chứ em làm gì. Em mà lấy được cả hai thì em trả lên đây em hỏi làm gì đó. Em mà lấy được cả hai thì em đâu lên đây em hỏi chị đâu. Rồi, ok, xong server 7 game mấy anh em ơi.